Bản tin liên quan đến Đà Nẵng, thưa quý vị, cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển. Tối ngày 3 tháng 3, tàu cứu nạn SAR-412 cập cảng Liên Tiên Sa ở Đà Nẵng, đưa ngư dân Nguyễn Văn Sanh, 49 tuổi, chuyển viện để điều trị. Trước đó, sáng cùng ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã nhận tin từ ông Phạm Văn Du, là thuyền trưởng của tàu cá QNA 92950 ở Quảng Nam, báo rằng thuyền viên Nguyễn Văn Sanh bị tai nạn lao động đang trong tình trạng nguy kịch. Vào lúc này, tàu QNA đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 52 hải lý về hướng đông. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Việt Nam MRCC nhanh chóng tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn thuyền viên tàu cá cầm máu, sơ cứu cho nạn nhân tại chỗ. Đến gần 15 giờ cùng ngày, tàu SAR-412 đã tiếp cận tàu cá để cấp cứu và chuyển nạn nhân về bờ điều trị. Trước nhiều vụ tai nạn lao động trên biển trong thời gian qua, Việt Nam MRCC cho biết sẽ đẩy mạnh tập huấn cho ngư dân những kiến thức, kỹ năng để bảo đảm an toàn khi đi biển.